Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm món trứng vịt muối khô. Và để làm món trứng vịt muối khô này á thì mình đã chuẩn bị ở đây 10 cái trứng vịt, mình đã rửa sạch và để ráo, bề mặt của nó cũng khô ráo luôn nha các bạn. Hai trăm gram muối. Mình sử dụng muối bọt 20 ml rượu trắng, một muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Rồi các nguyên liệu của mình chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào làm nha. Mình cho cái phần muối vào trong một cái dĩa, cho hết cái phần ngũ vị hương vào và mình trộn đều cho cái phần ngũ vị hương và muối nó hòa đều vào nhau nha các bạn. Rồi hòa đều như thế này là được rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lăn những cái quả trứng vịt qua cái phần rượu trắng. Sau đó thì mình sẽ lăn qua cái phần hỗn hợp muối và ngũ vị hương nha các bạn. Cái phần muối này các bạn lăn cố gắng làm sao cho nó dính nhiều lên trên bề mặt của cái quả trứng nha. Và đều nữa. Như thế này được rồi nè. Là mình sử dụng màng bọc thực phẩm đó. Mình bọc cho cái phần trứng và muối nó dính vào nhau như thế này nha các bạn. Sau đó mình quấn lại và mình dùng cái bọt cuộn dây thun đó. Mình buộc lại cho nó chắc hơn nha các bạn. Rồi như vậy thì mình đã xong cái phần trứng muối khô rồi nè. Tương tự như vậy thì các bạn làm cho hết cái phần trứng nha. Phần trứng muối mình đã bọc xong, mình cho vào trong một cái tô và mình bọc màng thực phẩm lại nha. Mình bịt kín cái tô này bằng màng bọc thực phẩm và mình lấy cái miếng vải màu trắng thế này nè, mình đậy lên luôn để tạo cái không gian màu tối cho nó ủ trứng được tốt đó các bạn. Mình sẽ ngâm trứng từ 4 đến 6 tuần nha. Và trứng này mình đã ngâm được 4 tuần rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ mở ra và cùng cho các bạn xem cái thành quả như thế nào nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở ra hết để mình loại bỏ cái phần bọc và phần muối bám ở trên cái phần trứng đó các bạn. Sau đó thì mình sẽ đem cái phần trứng này đem đi rửa thiệt là sạch. Và đây là những cái trứng vịt muối khô mình đã rửa sạch rồi nè các bạn. Giờ thì mình sẽ lấy ra ba cái trứng vịt muối này, mình đem đi luộc lên nha. Mình luộc trứng vịt muối này khoảng chừng 15 đến 20 phút là cái phần trứng vịt muối của mình đã chín rồi đó các bạn. Mình cho trứng vịt muối vào trong cái nồi nước và mình sẽ luộc 15 đến 20 phút nha. Các bạn có thể cho thêm muối nữa cũng được, hoặc là luộc không như vậy cũng ngon nữa rồi các bạn. Không cần cho muối cũng được nữa. Trong thời gian đó thì mình sẽ đập ra cho các bạn xem thử một quả trứng như thế nào nha. Cái lòng đỏ của cái trứng vịt muối mình muối khô nó sẽ trông như thế nào nha các bạn. Các bạn có thể thấy nè, cái phần lòng đỏ trứng vịt muối khô của mình nó màu đỏ rất là đẹp luôn á các bạn. Không kém cạnh gì so với cái loại trứng vịt muối mình muối bằng nước đâu. Đó, cái phần trứng vịt của mình đã nấu sôi lên được 20 phút rồi. Thì nấu được 20 phút rồi đó các bạn. Thì mình vớt ra và để hơi nguội một chút xíu mà và mình sẽ cắt ra cho các bạn cùng xem nha. Cái phần trứng của mình nó vẫn còn hơi nóng đó, nên mình sử dụng bao tay bọc mình bọc lại cho đỡ nóng đó các bạn. Mình sẽ cắt ra cho các bạn xem cái phần bên trong nó sẽ như thế nào nha. Các bạn có thể thấy cái phần lòng đỏ trứng vịt muối rất là ngon luôn á các bạn. Và tương tự như vậy thì mình sẽ cắt hết hai quả trứng còn lại nha. Mình đã làm xong món trứng muối khô rồi đó các bạn. Và mình đã luộc ba trứng cũng như là mình đã tách một cái lòng đỏ trứng muối còn sống như thế này cho các bạn xem. Cái màu sắc của nó rất là đẹp luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Xem cái này, mình thấy cái phần này nó có cái phần nước tưới ra rất ngon các bạn.
Ê, mình sẽ ăn thử cái lòng đỏ trước nha. Cái phần lòng đỏ của mình thì nó béo, nó bột bột, rất là ngon các bạn. Mà nó không có mặn quá không các bạn. Thôi mình ăn thử cái mồi nhỏ này thế nào nha. Ở ngoài đây thì nó sẽ mặn hơn đó các bạn. Khi mà các bạn ăn lòng đỏ và lòng trắng chung á, thì vừa có sự bột bột béo béo của lòng đỏ nè và mặn mặn của lòng trắng nữa, rất là ngon luôn. Tuy nhiên á, thì mình thấy là cái phần muối trứng vịt khô này á, thì cái lòng đỏ nó mình sẽ hơi mặn hơn so với mình muối bằng nước đó các bạn. Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã làm xong món trứng vịt muối khô rồi. Và trứng vịt muối khô này thì cũng có vài nhược điểm, đó là nó sẽ mặn hơn so với mình muối bằng nước và cái thời gian mình làm cũng sẽ lâu hơn. Nếu mà các bạn làm số lượng ít, khoảng như 10 trứng như mình đó, thì các bạn làm muối khô. Còn nếu làm nhiều đó, thì nên sử dụng phương pháp muối nước thì sẽ nhanh hơn đó nha các bạn. Tại vì muối khô thì mình phải xử lý từng quả trứng một luôn. Và ngoài ra thì mình thấy cái phần màu sắc của cái lòng đỏ trứng vịt muối khô khi mình luộc lên á, thì nó sẽ không có được đồng đều so với loại mình muối nước đó các bạn. Thì có cái trứng nó sẽ rất là ngon, rất là đẹp, tứa nước và rất là đỏ. Còn có những trứng thì muối cái độ mặn nó chưa đủ đó, nên cái màu sắc của nó không đẹp bằng. Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã làm xong món trứng vịt muối khô rồi. Mình chân thành cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy thích video thì hãy cho mình một like và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết. Còn nếu bạn chưa là thành viên của kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh kèm theo cái chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới trên kênh nha. Mình chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye.